Chào mừng các bạn trở lại với blog tin Thi Thi. Đừng quên nhấn vào đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hay nào. Sau đây là một thông tin khá hấp dẫn đến từ Trung Quốc. Vừa đột ngột bỏ đi, chàng trai một mình nuôi con, đến khi làm hộ khẩu mới phát hiện ra sự thật động trời khiến cả gia đình suy sụp. Gần đây, Lưu Soái, chàng trai 26 tuổi sống ở huyện Tứ Thủy, thành phố Tề Ninh, tỉnh Sơn Đông, đã đăng tin tìm vợ cũ họ Vương vì một lý do khiến ai cũng giật mình, cùng sự thật đằng sau không thể tin nổi. Được biết là Lưu Soái đã quen cô gái họ Vương sống ở thành phố Bích Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc từ năm 2013. Thời gian đó họ vừa gặp đã yêu nhau. Đầu năm 2014 thì Vương nói với Lưu Soái rằng cô đã mang thai. Sau đó thì Vương sinh năm 1997 là chưa tới 17 tuổi và Lưu Soái sinh năm 1993 chỉ mới 20. Cả hai đều chưa đủ tuổi kết hôn cho nên mọi thứ rơi vào tình huống khó xử. Dù vậy là họ vẫn sống với nhau như vợ chồng thật sự và cô Vương vẫn quyết định sinh ra đứa bé. Sau đó thì đã đưa cho bố mẹ của Lưu Soái ở Tế Ninh chăm sóc. Mặc dù đôi trẻ không được kết hôn hợp pháp nhưng bố mẹ của Lưu Soái rất vui vì có cháu nội bỏng bế Gia đình đặt tên cho cậu bé là Hào Hào. Mọi thứ đều yên ổn cho đến năm 2015, biến cố bắt đầu xảy đến. Lưu Soái kể lại rằng, một ngày nọ, Vương đột nhiên nói với anh rằng cô sẽ ra đi. Sau cuộc điện thoại cuối cùng, Vương gọi, thì cô biến mắt không một lời từ biệt. Giống như bốc hơi khỏi thế giới này. Lưu Soái đã liên hệ với mẹ vợ và cũng là bà ngoại của Hào Hào, nhưng lại nhận được câu trả lời, con bé bảo rằng mẹ đừng tìm nó nữa, xem như không có cháu ngoài đi, xem rằng thằng bé đã chết rồi. Mọi thứ đều tuyệt vọng, Lưu Soái quyết tâm tạm gác lại mọi thứ tập trung kiếm việc làm, nuôi con trước rồi sẽ tìm mẹ đứa bé sau. Đến tháng 9 năm 2018, lúc đi làm hộ khẩu cho Hào Hào, Lưu soái đã đến cơ quan thẩm định tư pháp địa phương để làm trách nhiệm quan hệ cha con theo quy định của pháp luật sở tại, thì nhận được một sự thật cay đắng khiến anh không thể tin nổi. Kết quả xét nghiệm cho thấy Lưu Soái và Hào Hào không phải là cha con ruột. Đây có thể nói là một cú thốc lớn trong cuộc đời của Lưu Soái. Anh nói rằng ngoài anh thì bố mẹ mình sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất. Hai ông bà đã tiết kiệm tiền dành dùng mọi thứ cho đứa cháu nội duy nhất, nhưng rốt cuộc đứa bé lại không phải là máu mủ của họ. Sau khi biết chuyện, bố mẹ của Lưu Soái dù đau lòng nhưng vẫn chăm sóc tốt cho Hào Hào. Người mẹ già mỗi khi nhắc đến vẫn rơi nước mắt vì không tin vào sự thật tháng 12 năm 2018, Lưu Soái đệ đơn lên tòa án nhân dân Bi Châu, yêu cầu cô Vương nuôi dưỡng hào hào và bồi thường sự tổn thất về tinh thần trong suốt 5 năm qua. Tuy nhiên, Vương từ chối trình diện từ đầu đến cuối. Gia đình Lưu Soái cùng với cảnh sát địa phương đã đến nhà Vương để tìm cô, họ không thể gặp mặt. Từ trước đến nay, Vương chưa từng xuất hiện trước tòa. Tháng 4 năm nay, Tòa án Nhân dân Bi Châu đã đưa ra phán quyết cô Vương phải trả lại 50.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 170 triệu đồng, chi phí mà Lưu Soái đã nuôi hào hào trong suốt thời gian qua, và 10.000 nhân dân tệ là hơn 33 triệu đồng, với an ủi tinh thần cho Lưu Soái khi bị phản bội. Liên quan đến phán quyết của tòa thì Vương một lần nữa không mảy may quan tâm, thậm chí từ chối thực hiện phán quyết. Lưu Trói cho biết là cho đến hôm nay, ngày 19 tháng 7 năm 2019, cô ta vẫn không chịu lộ diện. Hao Hao thì gần đây bị bệnh chân tay miệng, tôi thì phải làm việc bên ngoài, bố mẹ của tôi đã lớn tuổi, thực sự không thể giải quyết được vấn đề này. Vấn đề của Lưu Trói đã được gửi cho một luật sư ở Giang Tô để tham khảo ý kiến. Đại diện văn phòng luật sư Dung Định Tạ Tư Thành cho biết, căn cứ theo luật hình sự Trung Quốc tại Điều 261 đối với người già trẻ em bị bệnh hoặc người không có khả năng sống độc lập, mà người nhà từ chối trách nhiệm thì sẽ bị phạt tù dưới 5 năm hoặc là bị giam giữ kiểm soát hình sự. Trong trường hợp này, Lưu Soái không có mối quan hệ cha con với đứa trẻ nên anh không có trách nhiệm phải nuôi dạy. Ngược lại, Vương lại là mẹ đẻ cho nên phải có trách nhiệm với con ruột của mình. Tuy nhiên, vì Vương từ chối chấp nhận phán quyết của tòa nên đây được cho là trốn tránh trách nhiệm và đã vi phạm pháp luật luật sư đề nghị lưu soái có thể báo cáo vụ việc cho sở an ninh công cộng địa phương và gửi đứa trẻ đến một tổ chức xã hội để được hưởng phúc lợi hoặc có thể đưa cho những người đủ điều kiện nhận bé làm con nuôi thông qua thủ tục pháp lý qua câu chuyện tên thực sự là tôi cảm thấy vô cùng đau lòng có thể nói là hào hào rất đèn đùi khi bị cả hai bên bên nội bên ngoại bỏ rơi mẹ của hào hào và bên ngoài đã từ chối và bỏ rơi con ngay từ ban đầu không còn gì để nói tuy nhiên thì vẫn có một chút lưu tâm ở phía bên nội của hào hào gọi là bên nội nhưng thực chất phải nói là bên nuôi bởi vì bên lưu soái không có huyết thống gì với hào hào đã nuôi dưỡng em trong suốt nhiều năm vừa qua và coi nó là cháu ruột của mình vậy mà khi phát hiện ra không phải con ruột thì lại nỡ lòng nào bỏ rơi luôn bé biết là nghèo khó nhưng làm người phải có cái tâm chứ người ta nói công sinh thành không bằng công dưỡng dục tại sao họ không nghĩ đến điều này nhưng có lẽ đối với một gia đình mà họ sống không có tình cảm như vậy thì tôi nghĩ Hào Hào cũng sẽ không còn hạnh phúc nếu tiếp tục sống trong gia đình này. Khi mà họ cảm thấy Hào Hào không phải máu mủ của mình và cũng sẽ chẳng còn yêu thương cậu bé này. Trong suốt những quá trình sau này thì gặp những khó khăn, những lo âu bực bội chắc chắn sẽ rút lên Hào Hào. Hy vọng là những vị hào tâm, những ông bố bà mẹ có lòng nhân hầu có thể đón Hào Hào về nuôi dưỡng. Lưu Soái nói rằng ngoài anh tổn thương ra thì người tổn thương nhiều nhất là bố mẹ của mình. Tuy nhiên thì phải nói người tổn thương nhiều nhất ở đây chính là Hào Hào, một đứa trẻ vô tội. Hào Hào chỉ biết rằng trước đây mình bị mẹ ruồng bỏ, còn bây giờ mình bị luôn ông bà nội và bố mình ruồng bỏ. Tôi chỉ hy vọng rằng trong những ngày tháng sắp tới có những điều hạnh phúc kỳ diệu sẽ đến với Hào Hào để em có thể có được mái ấm và tình thương trọn vẹn.